Tacos, wherever you go. Thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Tư Vi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thử thách bất ngờ. Đến và vào 21:15 chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhau trên kênh HTV9 đúng không nào? Một khung giờ rất quen thuộc và chương trình Thử thách bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Sacos đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Kính thưa quý vị, ngôn ngữ là một sự tổng hòa giữa những giá trị vật chất và tinh thần. Ngôn ngữ được phát triển theo thời gian năm tháng và trong cuộc sống của chúng ta không thể phủ nhận sự quan trọng của ngôn ngữ đúng không nào, để kết nối con người với nhau, để có thể thấu hiểu những tâm tư tình cảm. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những vẻ đẹp của giá trị tiếng Việt quý vị nhé. Và bốn người chơi vừa là đồng đội và họ cũng sẽ vừa là đối thủ của nhau. Họ sẽ cùng nhau vượt qua những câu hỏi của chương trình để giành lấy giải thưởng lên đến 45 triệu đồng. Người chơi đầu tiên ngày hôm nay là một ca nhạc sĩ mà Vi rất là yêu mến. Đó chính là ca nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Lời nói đầu tiên cho Nguyễn Đình Vũ xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị có mặt ở đây và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Một lời chúc trân trọng và nồng nhiệt nhất. Ten ten. Ten ten. Và gửi lời chào thân thiết đến cô MC đáng yêu. Và người chơi tiếp theo của chúng ta là một cô gái nhân viên ngân hàng rất dễ thương. Xin mời bạn Nguyễn Thị Tâm. Dạ, em xin chào chị Phi, anh Vũ, chào quý vị khán giả. Em tên là Tâm ạ. Hiện tại em là nhân viên ngân hàng. Và người chơi tiếp theo đó chính là ca sĩ Hải Yến. Chào Hải Yến, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thử thách bất ngờ. Nói tất cả quý vị rằng là sau khi đến đây em mới phát hiện ra rằng ấy là đáng lẽ ra là mình nên mang một đũa quốc cao hơn. Bởi vì chị cứ nghĩ là thử thách thì là phải vận động ấy. Ai dè lên đây là chỉ nói câu. Ủa, có nghĩa là cái này là chưa đủ cao phải không chị? Không, bình thường là mang 15 phân mà bữa nay cái su mang có 9 phân. Đúng, thấy cũng sai sai á. 9 phân thôi. 15 đâu, phân. Đâu có dám đứng cạnh em đâu. Là lên thêm cỡ nào Vũ? Không, mà tính ra chị em phụ nữ hay thiệt. Họ có thể mang một đũa quốc thiệt là cao luôn á. Mình thử tưởng tượng như vậy nè. Là đã không thể nào chịu nổi rồi. Thí dụ là chị tưởng của em cũng 4-5 phân ở dưới độn rồi. Sao chị lại nói vậy? Đâu có 4-5 phân đâu. Chị chỉ có nhiêu đây thôi. Như đây là tầm khoảng 3-4mm gì à. Dạ, chứ không có nhiều. Dạ, mọi người đừng có tính như những đôi quốc của tụi em. Hôm nay chương trình của mình là chương trình mà mình thi thố về tiếng Việt á, cho nên là không có vận động nè, cho nên là chị Yến không có cần lo nè. Rồi mình cũng không có bất kỳ một cái trò chơi gì mà liên quan đến chiều cao đâu, cho nên mọi người cứ thoải mái nha. Và người chơi tiếp theo của chúng ta đó chính là diễn viên Du Tiến. Dạ. Xin chào quý vị khán giả, xin chào chị Vy xinh đẹp, xin chào hai idol của em tên là Du Tiến. À, hiện tại đang là diễn viên ạ. Hôm nay em đến với chương trình là để ôn lại kiến thức tiếng Việt của mình. Ta là có sao nói vậy, còn em là người nói sao ghi vậy. Chị hiểu không? Nói sao thì ghi vậy. Có đúng nghĩa rồi. Là nhiều khi mình nói mình bị sai, mình phát âm nó không có chuẩn, cho nên là mình ghi nó cũng bị bậy luôn đúng không nè? Đúng rồi. Ví dụ như người ta ghi là vậy ha, và em ghi là dị ha. Còn riêng anh là anh ghi là dị ó hỏ nữa. Dạ đúng rồi. Lỗi nha em. Không, nhưng mà tại vì là Vũ có sáng tác nữa thì chắc chắn đâu có thể dùng những từ như vậy. Chính đúng xác, không? Làm sao mà hát ngày xưa em nói như dị ó hỏ. Kỳ lắm không? Còn chị Yến thì sao? Thật ra chúng ta đi học ấy, chúng ta vẫn viết đúng chính tả đấy. Dạ, nhưng đúng. Mà do cái thói quen nói hàng ngày nên thành cái phát âm nó hay bị viết nhầm. Thỉnh thoảng đi ngoài đường Yến thấy là cái gì nhở? Ví dụ như từ bỏ thì dấu hỏi thì hay mà mọi người hay viết thành dấu ngã. Nhưng mà hôm nay là em thấy chị đang phát âm rất chuẩn luôn nha. Rất như là một giáo viên rất chuẩn luôn nha. Thật ra là cái này là do là ở nhà con đang học tiểu học. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng đầu tiên của chương trình được mang tên Biệt đội ngôn ngữ. Và chúng ta đang gặp nhau ở vòng đầu tiên của chương trình, đó là biệt đội ngôn ngữ. Vòng 1 có tên biệt đội ngôn ngữ. Người chơi tham gia một số thử thách để xem khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vòng này không tính điểm.
Và sau vòng này, mỗi người chơi được tặng 10 điểm ngôn ngữ. Và thử thách của chương trình rất là nhẹ nhàng thôi, mang tên là đi tìm vần. Và chúng ta sẽ có 3 lượt chơi, mỗi lượt chúng ta sẽ loại đi một người. Và với lượt đầu tiên, các bạn là muốn mình sẽ đi từ chiều nào qua ạ? Chiều bên kia chị. Dạ, bên kia qua. Ưu tiên idol. Ủa mọi người. Chị? Đó là một đặc quyền nha. Dạ, em. Bạn có ưu tiên rồi đó. Dạ. Được, người đi đầu tiên lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn. Rồi, lượt đầu tiên của chúng ta như sau. Kể tên các hành động, hoạt động bắt đầu bằng âm gì? Giảng bài. Giặt đồ. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Xin mời bạn. Không sao đâu em. Và chúng ta sẽ đến với lượt tiếp theo. Lượt tiếp theo là hãy kể tên các hành động, hoạt động bắt đầu bằng âm bờ. Bờ bò. Xin mời Tâm. Bước đi ạ. Bú sữa. Bán hàng. Bay nhảy. Bơi lội. Bơi lội. Buôn chuyện. Bắt cá. Bắn bi. Bắn súng. Bắn cung. Mình phải biết tận dụng. Bẻ cong. Đó là một hành động. Đó là một hành động khi một cái vật nó thẳng như là cái mình bẻ cong. Đó gọi là một hành động từ. Bỏ rơi. Bỏ rơi cái gì đó đó. Bỏ rơi. Dạ. 4 3 4 Thôi em chịu thua chị ơi. Người ta đi ra. Ghê nha. Xin mời Vũ và chị ơi. Bước lại gần. Chúng ta sắp có người đăng quang rồi nha. Hãy kể tên các hành động, hoạt động bắt đầu bằng âm vờ. Vờ đúng không? Vung chân. Rồi, vật lộn. 5 4 3 Viếng thăm. 2 Là cái gì? Viếng thăm. Đúng. Ok, vứt bỏ. Tiếp. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Hoa hậu đăng quang sớm quá. Nhưng mà mọi người chưa có phục. Bây giờ chị phải nói tiếp được cái hành động mà bắt đầu bằng chữ vờ đó để cho mọi người thấy là trời chị ơi. Là một bụng từ. Em hai chữ vờ này. Rồi. Vùng vẫy. Bạn nghĩ không kịp chứ em còn một cái rất là hợp với em nữa mọi người. Và vén tóc. Vén tóc hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Và với lượt thi này thì chị Hải Yến đã được 10 điểm của chương trình. Và cả ba người chơi của chúng ta thấy hồi nãy giờ kiểu như là Vũ đang muốn hoạt động dữ lắm đúng không nè? Đó. Thôi bây giờ nè, bây giờ mình chuẩn bị được hoạt động rồi nha. Xin mời các ba bạn. Mình tiến lại gần nhau một chút xíu. Mình đó. Bị phạt hả? Tất nhiên, hình phạt của chúng ta rất là đơn giản thôi. Đó, có nghĩa là bây giờ các bạn phải tạo một cái dáng theo đúng chủ đề mà Tường Vi đưa ra. Rồi, xuất sắc. Quan trọng nha, quan trọng nè, chú ý. Đó là sau 1, 2, 3 là ba bạn phải cùng làm một cái dáng giống nhau. Nếu không giống nhau, mình sẽ cứ làm lại cho đến khi nào giống nhau thì thôi. Chị Yến, chị được quyền chấm điểm. Trời ơi, chị tưởng chị được ra chủ đề là chết với chị rồi em. Chị muốn ra không? Đúng. Xin mời chủ đề đầu tiên. 1, 2, 3, bắt đầu. Bẻ ngược. Bẻ ngược. Ngược em. 2, 3, ngược mà. Bẻ ngược. Trời ơi, vậy còn chưa chịu ngược nữa. Bây giờ ráng làm sao cho giống nhau thì mới được qua nè. Nào bây giờ một người làm đi, chứ giống này bẻ ngược. Một chủ đề nữa, một chủ đề nữa chị. Vắt chân lên cổ. Trời ơi, ác dễ sợ luôn. Rồi sao con bé nó chơi được? Trời ơi. Alo anh Vũ hả? Ừ anh kia. Giờ này em khỏe không? Dạ em khỏe. Tạm chấp nhận. Rồi. Chấp nhận. Chúc mừng cả ba bạn cũng xuất sắc vượt qua được thử thách của chương trình. Tặng cho mỗi bạn 10 điểm. Và tiếp theo đây chúng ta hãy cùng đến với vòng thi tiếp theo được mang tên câu hỏi ngôn ngữ. Các bạn đang quay
quay trở lại với vòng 2 của chương trình được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Vòng 2 có tên Câu hỏi ngôn ngữ. Sẽ có 5 câu hỏi về chính tả và ngôn ngữ. Khi MC đọc câu hỏi, người chơi ghi đáp án vào bảng và đưa lên để trả lời. Với mỗi câu hỏi, người chơi có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách tính điểm như sau: nếu đúng, số điểm được bảo toàn. Nếu sai hoặc không ghi kịp đáp án sẽ bị trừ 1 điểm. Và với câu hỏi đầu tiên của chúng ta thì xin mời các bạn hãy cùng hướng mắt lên màn hình. Trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả? A. Sản xuất. B. Son sẻ. C. Sinh sôi. D. So le. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án ạ. Nguyễn Đình Vũ, bạn chọn đáp án là C. Sinh sôi. C. Sinh sôi. Tâm? Em chọn đáp án C. Sinh sôi ạ. Có cái sự chọn đại nào ở đây không? Dạ không chị. Đáp án A sản xuất là sai. Cái từ xuất là phải sản xuất. Còn B là phải là suôn sẻ. Còn D phải là so le ạ. Và với câu hỏi đầu tiên thì cả 4 bạn đều có đáp án là C. Xin chúc mừng các bạn được bảo toàn số điểm. Sôi có nghĩa là sản xuất, tạo ra các của cải vật chất nói chung, sản xuất lương thực, sản xuất vật phẩm tiêu dùng. Và bây giờ hãy cùng đến với câu hỏi số 2. Với câu hỏi số 2, các bạn hãy lắng nghe kỹ câu hỏi trước khi xem video các bạn nhé. Qua đoạn nhạc Yêu là tha thu của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác, hãy cho biết câu tình yêu như món quà được sử dụng biện pháp nghệ thuật nào trong tiếng Việt. Xin mời nghe đoạn nhạc. Tình yêu như món quà khiến có nhau. Xin mời đáp án. Nguyễn Đình Vũ, tại sao bạn chọn là ẩn dụ? Tại vì ẩn dụ là cũng một dạng so sánh á, nhưng mà mình sẽ có cái cách mình đưa những cái ca từ đẹp, những cái ngôn ngữ đẹp để vào để diễn tả cái tình yêu của cái bạn nhạc sĩ đó khi viết. Còn Tâm, tại sao lại là so sánh? Dạ, thì giống như em nhớ hồi xưa em đi học mà cứ có từ như thì sẽ là so sánh, còn ẩn dụ thì sẽ là những cái từ có nét tương đồng về nghĩa. Xin mời Du Tiến. Thì em cũng nghĩ giống như anh Vũ à. Hình như cái này là chỉ có con trai chọn ứng dụ thôi à. Hai chị chọn đúng so rồi. Sánh. Hai bạn nam thì là ứng dụ, còn hai nữ thì lại là so sánh. Chị Hải Yến, tại sao lại là so sánh ạ? Khi mà chị dạy con trai chị thì cứ có chữ như thì là so sánh. Còn ẩn dụ là sẽ dùng từ hoặc là dùng tiếng có nghĩa tương tự, đồng nghĩa thì là hay dùng từ ẩn dụ. Và cũng giống như trong câu hỏi này của chúng ta, với câu tình yêu như món quà, rõ ràng là có từ như vậy chắc chắn là so sánh rồi ạ. Với câu hỏi này thì bạn Thị Tâm và Hải Yến được bảo toàn số điểm. Nguyễn Đình Vũ và Du Tiến, các bạn bị trừ 1 điểm. Và đây là biện pháp so sánh dạng cơ bản, có tác dụng miêu tả sinh động, cụ thể, giao hình ảnh sự thú vị, ấm áp và bất ngờ mà tình yêu mang đến cho con người. Diễn tả hành động đột ngột, không ai có thể đoán trước được sẽ xảy ra. Và tiếp theo, hãy cùng nhau đến với câu hỏi số 3 các bạn nhé. Trăm voi không bát sáo nước được. Hãy sắp xếp lại câu thành ngữ trên cho đúng ý nghĩa. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án các bạn. Xin mời Nguyễn Đình Vũ hãy đọc đáp án của mình ạ. Trăm bát nước không sáo được voi. Trăm bát nước không sáo được voi. Cũng hợp lý ha. Con voi nó bự quá mà Vi. Còn Thị Tâm thì sao? Dạ thực ra thì câu này em chưa nghe bao giờ hết á. Nhưng mà em cũng đoán là trăm bát nước không sáo được voi ạ. Có một cái sự liếc háy nhẹ ở đây không vậy? Không nha, Vũ là không hề liếc qua nha. Vũ chỉ có lườm nhẹ qua thôi. Đó, đáp án giống nhau quá. Còn Du Tiến. Trăm bát voi không sáo được nước. Trăm bát voi không sáo được nước.
xin mời chị Hải Yến. Của Yến là trăm voi không được bát nước sáo. Trăm voi không được bát nước sáo, chị có hiểu câu này không ạ? Theo hiểu của Yến thì đó chính là cái bát nước sáo là một cái gì đó nước cất, nước dùng, dạng kiểu rất là tinh khiết, rất là tốt. Trăm voi tức là tả ý theo ý nghĩa là một cái câu thành nghĩa, nó dùng một cái từ là mình đã mất rất là nhiều công hoặc là làm rất nhiều thứ mà không đạt được cái kết quả dù chỉ là nhỏ nhất. Mọi người thấy chưa? Nhờ dạy con nhỏ nhà cho nên là kiến thức tiếng Việt dạt dào luôn đó. Trời ơi. Ủa đúng hả? Và với câu trăm voi không được bát nước sáo, ca sĩ Hải Yến đã được bảo toàn số điểm của mình và ba bạn còn lại bị trừ một điểm. Và đây là một câu chỉ sự nói khoác, không đúng sự thật. Với câu hỏi tiếp theo, xin mời các bạn hãy cùng nhìn lên màn hình để xem hình ảnh. Xác định, chỉ ra lỗi sai và sửa lại cho đúng trong nội dung của bảng hiệu vừa xem. 20 giây bắt đầu. Chỉ ra lỗi sai và sửa lại cho đúng các bạn nhé. Có 2 lỗi sai nha. Xin mời đáp án ạ. Xin mời Nguyễn Đình Vũ. Đại lý dây lưng, ví da xịn. Xịn đó là, theo Vũ là sai, nó phải là ví da xịn. Rồi uy tín chất đúng lượng rồi. Nó phải là uy tín chất lượng mới đúng. Tâm. Dạ, em cũng sẽ là đại lý dây lưng, ví da xịn ạ, uy tín chất lượng. Uy tín chất lượng. Du Tiến. Dạ, của Tiến thì cũng là xịn, sai chữ xịn và chữ tín ạ. Tại chị viết rất rõ, uy tín chất lượng chứ không phải uy tín, mà để ngoặc cái chỗ chữ tín này. Còn đây là xịn, xuống xịn, gạch thành hai phần, không sợ nó bị nhìn lẫn lộn với nhau. Và với câu hỏi này, chúng ta có 2 lỗi sai. Và bây giờ Vi sẽ đọc câu khi được sửa lại cho đúng rồi nha. Đại lý dây lưng, ví da xịn, uy tín, chất lượng. Và xin chúc mừng với câu hỏi này, cả 4 bạn đều được bảo toàn số điểm ạ. Và bây giờ hãy cùng đến với câu hỏi số 5. Chúng ta có câu tục ngữ ăn thủng chấm 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 rế. Hãy cho biết từ nào sau đây phù hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu tục ngữ. A. Mâm đất. B. Mâm xôi. C. Nồi trôi. D. Nổi trội. 20 giây bắt đầu. Rế là cái gì? Cái rế là cái mà để cái nồi á anh. Và xin mời đáp án. Chị Hải Yến, chị có gặp câu này chưa ạ? Thôi câu này chị từ bé đó. Từ bé luôn. Em bắt đầu kể lại cái sự tích cái ngày mà em 70 cân đi mọi người. Ngày xưa chị ăn một lần 3 tô. Là cái tô mà tô bự mà bây giờ mọi người để chan canh á. Múc canh là ngày phải 3 tô đó nha. Mà chỉ có 50kg, không bao giờ mập lên nổi. Sau chừng có 1 năm vẫn lượng ăn như thế. Thủng nồi, trôi rế. Thế là chị quất từ 51 lên 68 cân. Và kể từ ngày ấy chưa bao giờ dám lên cân lại. Nên là cái câu này là chị biết rõ nhất em ạ. Một phần của ký ức luôn đúng không ạ? Nguyễn Đình Vũ ơi. Đáp án của mình là đúng ra là định C đó. Mà tại vì bị ánh sáng chiếu vô cho nên bị nhầm đó. Đúng ra là phải là ăn thủng nồi trôi rế. Nếu mà với đáp án B thì câu này sẽ là sai. Không biết là Tâm bạn đã từng gặp câu này chưa? Dạ em chưa nghe bao giờ. Chưa nghe mà chọn đáp án là nồi trôi. Em chọn đại chị. Chọn đại. Còn Du Tiến? Dạ thì em kiểu liên kết đó chị. Kiểu ăn thủng nồi trôi rế thì em biết được cái rế. Cái rế là dùng để lót cái nồi á. Nên em nghĩ cái từ hợp lý nhất chỉ có là C thôi. Chị nhớ là trước khi mà mình có đáp án là Vũ có hỏi em là cái rế là cái gì, em có trả lời dạ, đúng mà rồi. Đúng không? Cái rế là đựng cái nồi đúng không em? Dạ đúng rồi. Ủa đâu phải đựng cái mâm đâu ta? Vậy mà anh chọn cái mâm đó chị. Em tưởng là bạn đó trả lời là để đánh lạc hướng em. Em nói vậy nè, em suy luận chị. Em nói... Bây giờ em mới em thấy ơi. Là Vũ suy luận xa xôi luôn nha. Nhưng mà cô Vi bây giờ cho em xin đổi chỗ được không? Em rất là muốn đứng kế chị Yến. À không nha. Với câu hỏi này, nhờ cái sự phong phú trong suy nghĩ của bạn cho nên là bạn đã bị trừ một điểm. Và cả ba bạn Tâm, Du Tiến và Hải Yến đều được bảo toàn số điểm. Xin chúc mừng. Và với câu ăn thủng nồi trôi rế là diễn tả sự rất phàm ăn, ăn bao nhiêu cũng hết. Và qua 5 câu hỏi vừa rồi thì số điểm còn lại của các bạn như sau.
Nguyễn Đình Vũ. Bạn còn lại số điểm là 7 điểm. Và Nguyễn Thị Tâm, bạn còn lại số điểm là 9 điểm. Du Tiến, số điểm còn lại của bạn là 8 điểm. Và ca sĩ Hải Yến, số điểm còn lại của bạn đó là 10 điểm. Coi như là không sai một câu nào luôn nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thi tiếp theo. Phần thi được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Đang quay lại với chương trình với vòng 3 được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 với tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt người chơi được bốc thăm một tổ hợp âm tiết. Người chơi phải điền dấu thanh để biến chúng trở thành từ có nghĩa. Sau đó kể tiếp câu chuyện có ý liên kết từ câu mở đầu của chương trình. Mỗi lượt người chơi có 20 giây để đưa ra đáp án. Nếu sai hoặc không có nghĩa thì bị trừ 1 điểm. Nếu đúng thì bảo toàn được số điểm. Và người đầu tiên có thể nói là một số điểm bảo toàn từ đầu cho đến bây giờ luôn, đó là ca sĩ Hải Yến. Và chị sẽ có một đặc quyền, đó là được quyết định thứ tự thi của các bạn còn lại. Chị quyết định thứ tự thi như thế nào ạ? Đầu tiên là sẽ chọn Du Tiến số 1. Du Tiến số 1. Yes. Yến là số 2. Bạn Tâm là số 3. Và đương nhiên Nguyễn Đình Vũ lựa chọn sẽ là số 1. Đúng vậy. Xin mời các bạn cùng bốc thăm ạ. Và với lượt đầu tiên, xin mời Du Tiến. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án của bạn. Dạ, đáp án là lảm nhảm ạ. Lảm nhảm. Và câu chuyện đưa ra như sau. Cúc đến nhà Vân thăm bệnh và vô tình phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Xin mời bạn nối tiếp câu chuyện. À, Cúc phát hiện Vân thường hay nói lảm nhảm một mình. Và xin mời ca sĩ Hải Yến. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và xin mời chị đọc đáp án. Trở lại thì Yến đã viết đúng dấu thành trở lại ạ. Trở được. Lại. Nối tiếp đó chính là trong đầu Vân những kỷ niệm cũ trở lại một cách rõ rệt. Và xin mời Tâm. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Em thêm dấu thành làm loạn ạ. Làm loạn. Xin mời bạn nối tiếp câu chuyện. Cúc bắt đầu làm loạn với Vân. Và xin mời Nguyễn Đình Vũ, người sẽ kết câu chuyện ạ. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Râm rít. Râm rít. Râm rít có nghĩa là gì ạ? Có rất nhiều từ ở Việt Nam của chúng ta là gần với chữ R, chẳng hạn như là rạo rực. Cho nên khi mà thấy chữ râm rít thì chỉ có thể thêm với sắc thôi, chứ hoàn toàn không hiểu nghĩa của chữ này. Có nghĩa là mình chỉ điền theo bản năng vậy thôi chứ cũng không hiểu là. Đúng rồi, là chứ gì. Chẳng lẽ là râm rít. Bây giờ bạn đặt câu chuyện gì để có từ râm rít ạ? Sau đó Cúc và Vân ngồi lại với nhau, nhìn nhau và nói chuyện một cách thẳng thắn và râm rít. Đó là ý kiến của Nguyễn Đình Vũ. Nhưng mà quan trọng là đúng hay sai thì bây giờ phải nghe ban cố vấn nhận xét các bạn nhé. Thứ nhất là chúng ta thấy cái từ làm loạn á, nó cần phải có một cái bổ ngữ cho nó để nó phù hợp hơn. Tại vì bản thân cái từ làm loạn nó có một cái biên độ nghĩa rất là rộng. Chúng ta phải xác định làm cái phạm vi câu chuyện của chúng ta nó xoay quanh hai cái cô này là Cúc và Vân. Như vậy thì chúng ta phải rất chú ý cái từ đó.
Cho nên cái từ làm loạn đặt vô ở đây thì người chơi chưa có cái ý gắn kết với cái nội dung câu chuyện đang diễn ra, cho nên cái đáp án đó chúng ta không chấp nhận. Phương án thứ hai là mình thấy là cái câu chuyện nó diễn tiến đến cái vấn đề là hai người ngồi lại với nhau nói chuyện râm riết. Thì bản thân râm riết mình chưa bàn về cái nghĩa của nó nha, mình chỉ thấy rằng là vừa mới có cái phản ứng rất là ghê gớm với nhau xong thì ngay lập tức lại ngồi nói chuyện với nhau râm riết, thì hai người này đều có vấn đề chứ không riêng trường hợp là Vân bị bệnh. Như vậy thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại, thì cái câu chuyện đến đây của chúng ta nó bị diễn tiến, nó bị xa quá với cái chủ đề. Mặc dù vẫn là xoay quanh hai bạn Cúc bạn Vân, nhưng mà nó đã có những cái ý nó không có logic lắm. Điều này nó đến từ cái việc là đôi khi chúng ta chưa hiểu rõ cái ý nghĩa của những cái từ đó và chúng ta dùng nó chưa cái chính xác. Như vậy chúng ta không chấp nhận cái phương án thứ nhất là phương án làm loạn, và thứ hai là phương án râm riết các bạn nhé. Với lượt đầu tiên, từ lảm nhảm của bạn Du Tiến, từ này được ban cố vấn chấp nhận. Từ trở lại của chị Hải Yến được chấp nhận. Và bạn Thị Tâm với từ làm loạn, từ này thì khi bạn đặt câu không hợp và sai logic cho nên là bị trừ 1 điểm. Và Nguyễn Đình Vũ, bạn ghi từ là râm rít. Và râm rít thì trong từ điển của chúng ta không có từ râm rít, mà đáng lẽ phải là rậm rịt thì đúng hơn. Cho nên là bạn sử dụng sai từ, bị trừ 1 điểm. Thì chúng ta sẽ cùng đến với lượt thứ hai. Không biết là với lượt thứ hai này chị Hải Yến có muốn đổi vị trí nữa không ạ? Đổi cho vui nè. Yến sẽ chọn vị trí số 1 cho Yến. Chọn vị trí số 2 cho em yêu Đình Dữ. Đã vậy đã, cho đặt đã. Câu cho dễ nè. Số 3 cho Du Tiến và số 4 cho Tâm. Rồi, Tâm. Và bây giờ lượt thứ hai, xin mời các bạn bốc thăm. Và với lượt đầu tiên, xin mời ca sĩ Hải Yến. 20 giây dành cho chị, bắt đầu. Và xin mời chị đọc đáp án. Bên này thì thiếu dấu huyền thôi, Yến sửa thành là u buồn. U buồn. Và câu chuyện đưa ra có nội dung như sau. Cứ mỗi sáng, ông Tám lại lên rẫy hái chè, nhưng thời gian gần đây không ai nhìn thấy ông Tám nữa. Bởi trước đó người ta thường nhìn thấy ông mang một nét mặt u buồn. Và xin mời vị trí tiếp theo. 20 giây dành cho bạn, bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Ngoắc ngoeo. Ngoắc ngoeo có nghĩa là gì ạ? Theo Vũ nghĩ ngon, ngoắc ngoeo là một cái gì đó nó miêu tả một cái trạng thái ốm và gầy họng. Ngoắc ngoeo, cà tông cà teo. Và xin mời bạn cùng ngoắc ngoeo trong câu chuyện này tiếp ạ. Hàng xóm thì nói rằng gần đây nhìn mặt của ông Tám có vẻ u buồn. Bởi vì sao? Ông nhìn thấy những cây chè của mình càng ngày nó càng ngoắc ngoeo héo lợ nên ông rất buồn. Và đó là đáp án của bạn. Và xin mời Du Tiến. 20 giây dành cho bạn, bắt đầu. Và xin mời bạn đọc đáp án. Dạ, đáp án là đâm hơi ạ. Và từ của bạn đó là từ đâm hơi. Và xin mời bạn đặt câu ạ. Những cây chè của ông Tám héo ngoắt bởi vì dạo này ông không chăm sóc mà ông thường làm chuyện đâm hơi. Xin mời Tâm. 20 giây dành cho bạn, bắt đầu. Xin mời đáp án. Đáp án của em là tỉ tê ạ. Tỉ tê. Và bây giờ nối tiếp câu chuyện mà Du Tiến đưa ra. Bởi vì ông không có chăm bón chúng mà ông thường làm những chuyện đâm hơi. Chính vì vậy mà ông Tám đã tỉ tê về những câu chuyện xảy ra gần đây cho vợ mình nghe. Đó là cách đặt câu của các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe ban cố vấn ngôn ngữ giải thích các bạn nhé. Như vậy thì các bạn thấy là bên cạnh cái từ ngoắc ngoe chúng ta không chấp nhận á, thì có một cái từ nữa là cái yếu tố câu hỏi mà chương trình đưa ra cho chúng ta là cái từ là từ dâm hoi, đúng không ạ? Thế thì
chúng ta không nên thay đổi cả cái phần vần cũng như là chúng ta thay đổi cái phụ âm đầu của cái từ đó, chúng ta chỉ bổ sung cái thanh điệu cho nó phù hợp nhất. Như vậy thì cái phương án đâm hơi nó có hai cái yếu tố sau đây. Một là người chơi đã thay đổi cái phụ âm đầu giờ thành đờ, thứ nhất. Thứ hai là cái nguyên âm o trong cái từ hoi đó thì người chơi đã biến thành cái âm ơ, do đó mà cái phương án đâm hơi thì cái câu có vẻ cũng hợp lý về nghĩa, nhưng mà nó lại bị chệch ra khỏi cái yêu cầu của cái câu hỏi đó. Như vậy thì cái phương án đâm hơi chúng ta cũng không chấp nhận được là vì lý do đó. Và với lượt thứ hai bắt đầu bằng từ u buồn của chị Hải Yến, từ này được chấp nhận, chị được bảo toàn số điểm. Và từ thứ hai của Nguyễn Đình Vũ đó là ngoắc ngoeo, từ này ở trong từ điển cũng không có, cho nên là bạn bị trừ 1 điểm. Và từ tiếp theo của Du Tiến đó là từ đâm hơi. Tuy nhiên hồi nãy chúng ta có nói là chúng ta chỉ điền thanh ngang vào là sắc huyền hỏi ngã nặng, như bạn đã tự ý thêm vào là âm đờ, cho nên là bạn bị trừ 1 điểm. Và với lượt cuối cùng đó là lượt của bạn Thị Tâm với từ tỷ tê, từ này được chấp nhận. Và bây giờ hãy cùng đến với lượt cuối cùng. Mình có muốn đổi vị trí trong lượt này không ạ? Yến sẽ là số 4, Tâm số 1, em số 2, Vũ số 3. Chị okay. Em mình tham gia thất bản nhất. Okay. Và bây giờ xin mời các bạn bóp thăm. Tâm ơi, Tâm sẽ là người đầu tiên. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án. Dạ, đáp án của em là có tuổi ạ. Có tuổi. Và câu chuyện mở đầu chương trình đưa ra như sau. Vì buồn chuyện học hành nên Vân lên tầng cao nhất của tòa nhà, vừa hát vừa ngắm sao. Vân nhìn thấy một cụ già có tuổi đang ngồi bên cạnh đứa cháu của mình. Rồi, xin mời lượt tiếp theo, Du Tiến. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án. Dạ, rung cảm ạ. Rung cảm. Và bây giờ thì nhìn thấy hai bà cháu rồi đó. Vân thấy hai bà cháu, thấy họ yêu thương nhau, thì Vân nghĩ đến gia đình và bắt đầu rung cảm. Và bắt đầu rung cảm vì điều đó. Và xin mời Nguyễn Đình Vũ. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và đáp án của Vũ là xù xì. Xù xì. Và bây giờ thì nói tiếp câu chuyện rung cảm thì sao ạ? Vân chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên thấy hai bà cháu xù xì to nhỏ điều gì đó. Ánh mắt của chị Yến nhìn Nguyễn Đình Vũ kìa. Hai viên đạn em thấy rồi chị. Hai hình viên đạn. Và xin mời đáp án của chị Hải Yến ạ. Từ khóa đây. Còn đây là đáp án của Yến ạ. Biết dành. Yes. Nối tiếp đó chính là ngay lúc đó Vân nghĩ rằng nếu chỉ cần biết dành tình cảm cho nhau thì mọi người trong gia đình đều hạnh phúc. Khi mà đặt câu thì chắc chắn là ai cũng cảm thấy câu của mình có lý, đúng không nào? Nhưng mà quan trọng có đúng ngữ cảnh, đúng ngữ pháp hay không, và quan trọng là có đúng chính tả hay không. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe nhận xét của bàn cố vấn ngôn ngữ. Thứ nhất là chúng ta cần phải lưu tâm đến cái phương án có tuổi. Thì phương án đó nó sẽ rơi vào trường hợp là chúng ta đã dư thông tin rất là nhiều. Đã cụ già chắc chắn là phải có tuổi. Do đó mà cái phương án đã già mà còn có tuổi là phương án nó dư thông tin, ta không chấp nhận phương án đó. Mình nghĩ cái phương án mà xù xì á, thì phương án này hình như người chơi đã lầm sang cái chữ là chữ sòng xì, nó phù hợp hơn. Tức là nó là một cái từ tượng thanh, nó là một cái trạng thái mà người ta đang trò chuyện to nhỏ với nhau một cái điều gì đó, đúng không ạ? Thế thì còn xù xì này nó nghiêng về phía một cái từ nó miêu tả về hình dáng, chứ không phải là một cái từ tượng thanh để nói về cái trạng thái hành động to nhỏ. Như vậy thì điều này nó không đúng. Thứ hai là cái từ biết dành. Từ biết dành này đặt trong cái câu thì nó có nghĩa là vì nó có sự liên kết với những cái câu khác, một cái chuỗi. Nhưng bản thân biết dành là vô nghĩa. Biết dành là một từ ghép vô nghĩa hoàn toàn, nó không có lý do gì để tồn tại ở đó cả. Do đó thì phương án này cũng không được chấp nhận là như vậy. Và với lượt thứ ba, chúng ta bắt đầu bởi Thị Tâm. Và với từ có tuổi này thì khi bạn đặt vào câu thì bị thừa thông tin, cho nên là không được chấp nhận.
với từ thứ hai, đó là từ rung cảm của bạn Du Tiến. Từ này bạn đặt câu phù hợp, được chấp nhận. Và từ thứ ba đó là từ xù xì của Nguyễn Đình Vũ. Và từ này bạn đặt câu không thích hợp. Và với lượt cuối cùng của ca sĩ Hải Yến với từ biết dành. Từ này thực sự là không có nghĩa, cho nên là cũng đặt câu không hợp lệ, bị trừ 1 điểm. Và số điểm còn lại của các bạn như sau. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ, bạn còn lại số điểm là 4 điểm. Số điểm còn lại của Thị Tâm là 7 điểm. Và Du Tiến, bạn còn lại số điểm là 7 điểm. Và ca sĩ Nguyễn Hải Yến còn lại số điểm là 9 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo của chương trình. Nhưng mà các bạn ơi, hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay nhé. Đang đến với vòng thi cuối cùng của chương trình, vòng đặc biệt được mang tên Thử thách bất ngờ. Vòng 4 có tên Thử thách bất ngờ, có 3 từ ngữ. Người chơi phải giải nghĩa đoán từ. Người thứ nhất và người thứ hai đứng đối diện nhau, có nhiệm vụ gợi ý từ ngữ. Thời gian là 20 giây. Người thứ ba đứng vị trí quay lưng lại, có nhiệm vụ đoán từ ngữ và diễn tả cho người thứ tư với thời gian là 20 giây. Người thứ tư phải viết lại từ ngữ của chương trình cho đúng chính tả với thời gian cũng là 20 giây. Tổng thời gian cho mỗi từ ngữ là 60 giây. Nếu đúng được từ số 1 là 10 triệu đồng, từ ngữ số 2 cũng là 10 triệu đồng, từ ngữ số 3 10 triệu đồng. Nhưng nếu bạn đúng cả 3 từ ngữ thì sẽ được thêm 10 triệu đồng. Như vậy tổng giải thưởng của vòng 4 lên đến 40 triệu đồng. Ai điểm mạnh là điểm nào thì bây giờ mình cố gắng phát huy nha. Nào, mình hãy cùng phân chia vị trí thích hợp đi ạ. Chính tả thì chị nghĩ là chị được đó. Chị nghe đấy đi. Em diễn tả chị nghĩ là ok đó. Đúng đúng đúng, em sẽ lấy hình thể em ra chung với lại cái miệng của em luôn. Em chung chuyển cái từ ngữ đó cho chị. Thế còn người em được... số 1. Yeah. Em số 1. Yeah. Rồi, xin mời ạ. Và các bạn sẽ có 20 giây các bạn nhé. Hãy cố gắng vận dụng hết khả năng từ của mình. Với từ đầu tiên, 20 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Một món gì gì đó tiếu ở Mỹ Tho rất là nổi tiếng là từ thứ nhất. Từ thứ hai là một cái tiệm bánh nổi tiếng có 3 chữ. Xin mời Vũ. Đúng rồi, tức là cái món đó khi về Sa Đéc em, là mình lấy cái chữ đầu tiên nha em. Khi vừa về Sa Đéc là mình có cái món đó liền. Mời Tâm. Cái từ đầu tiên nó là cái từ đó tiếu. Từ thứ ba tiệm bánh chấm 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 Lâm Môn. Cái từ thứ hai, cái từ đầu tiên mình biết là nhạc. Xin mời phòng máy ngắt nhạc ạ. Tiến sẽ có 20 giây để diễn tả lại cho chị Yến. 20 giây dành cho Du Tiến, bắt đầu. Bánh canh chấm 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 tiếu. Từ thứ hai tiệm bánh chấm 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 Lâm Môn. Bánh canh rồi chấm chấm rồi tiếu. Ok, em tin chị. Chị biết cái đó. Ca sĩ Hải Yến sẽ có 20 giây. 20 giây bắt đầu. Tiến ơi, hồi nãy Tiến hình dung ra từ gì? Em hình dung ra từ hữu hỷ. Hữu hỷ đúng không nào? Thật ra là diễn tả rất là chấm, rõ chấm, chấm luôn. Là rất hay đó. À, chấm, chấm, chấm. Nhưng mà quan trọng là không biết chính tả thì sao. Nhưng mà chị thấy là vừa diễn tả ra là cái là chị hình dung ra liền đúng không? Đúng rồi, hình dung ra liền đó. Nhưng mà cái tiệm bánh đó em nhớ là hình như là y dài, y dài. Y dài. Nhưng mà nếu mà cái chữ hủ này mà đi với y dài thì lại không có đúng chính tả. Nên là nếu mà đúng chính tả, bởi vì mình ở đây là mình viết là phải viết đúng chính tả đúng không? Thế là phải là hủ hỉ này. Quá giỏi, vậy là mình lựa chọn đúng vị trí rồi đó. Và chị chắc chắn với đáp án này không? Chắc chắn là hủ hỉ đó. Chắc chắn luôn đúng không nào? Và từ đầu tiên mà chương trình đưa ra đó chính là hủ hỉ. Và với từ hủ hỉ này thì các bạn đã mang về được 10 triệu đồng đầu tiên. Xin chúc mừng. Bây giờ mình có muốn hoán đổi vị trí không ạ? Không em. Dạ không. Cứ chơi đúng cái mạch này là ok đó. Vậy là giữ nguyên đội hình nha. Nói vậy được. Là êm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với từ tiếp theo. 20 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Có hai từ. Từ thứ nhất tim chấm chấm chấm
tim thường đi với cái gì chấm chấm chấm. Mời Vũ. Mình đi ra ngoài ăn hủ tiếu là cái món đầu tiên á, là mình hay thường cái món nó khó ăn lắm. Mời Tâm. Một người mà giỏi thì người ta thường gọi là năng gì, năng chấm chấm chấm. Nhanh lên nha, thời gian đang trôi, mời Vũ. Từ thứ nhất á là tim gan phèo chấm chấm chấm. Cái thứ hai á. Hết giờ. Bây giờ chúng ta sẽ có 20 giây vô tiếng nha. 20 giây bắt đầu. Tim gan phèo chấm chấm chấm. Từ thứ nhất, từ hai là học sinh giỏi thường được nói là năng chấm chấm chấm. Rồi học sinh giỏi có năng lực. Hết giờ. Và 20 giây dành riêng cho Hải Yến. Bắt đầu. Và từ mà chị ghi là phổi tốt. Thật ra chẳng có nghĩa, nhưng mà bởi vì bạn giải thích cái câu thứ hai không hiểu được từ năng lực giỏi thì chỉ có năng lực tốt hoặc là hoàn thành giỏi thôi. Hồi nãy Tiến hình dung ra là từ gì? Em không hình dung ra được từ gì hết trơn luôn á. Không hiểu được. Không hiểu được. Tu cả na rồi. Chị nghĩ vậy đó. Chị nghĩ vậy đó. Chị nghĩ vậy đó. Đáp án của chị Hải Yến ghi ra là không đúng. Tuy nhiên chúng ta đã bị loại từ ngay vòng của Du Tiến. Tại vì bạn đã diễn tả và vi phạm vào từ của chương trình. Đó là từ cực lực. Trời. Và Tiến đã vi phạm vào từ lực. Sinh giỏi, học sinh giỏi có năng lực. Cho nên là các bạn đã bị mất 10 triệu với từ thứ hai. Bây giờ các bạn có muốn đổi vị trí không ạ? Em qua đây đi, anh đứng đây cho. Ok. Và từ thứ ba của chương trình đưa ra như sau. 20 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Học sinh giỏi, chấm 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 sắt, gốm chấm 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 gì đó. Là từ thứ hai. Mời Tiến. Từ đầu tiên, học sinh giỏi chấm 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 sắt. Mời Tâm. Từ thứ hai là người ta gồm là gốm chấm chấm chấm. Mời Tiến. Từ đầu tiên Tâm. Từ đầu tiên á là học sinh giỏi chấm 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 sắt. Xin mời ca sĩ Hải Yến. Bây giờ sẽ đến 20 giây dành cho Nguyễn Đình Vũ. 20 giây bắt đầu. Học sinh giỏi chấm 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 sắt. Từ đầu tiên, học sinh giỏi chấm 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 sắt răng. Cái đầu tiên, học sinh giỏi. Cái thứ hai, răng giả. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bình gốm. Và bây giờ, 20 giây dành cho ca sĩ Hải Yến. Bắt đầu. Kiểm tra về lỗi chính tả một lần nữa nha. Hồi nãy là bạn nghĩ là từ gì? Mình nghĩ là từ xuất xứ. Xuất xứ. Học sinh giỏi chấm 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 sắc có nghĩa là học sinh giỏi xuất sắc. Cậu bé kia gõ vô răng giả con nên Vũ kêu là xuất xứ. Chúng ta có mang về được thêm 10 triệu đồng hay không? Có phải là xuất xứ hay không? Xứ là xứ kia, xứ dành cho răng. Hay là xứ ít. Còn xứ này là xứ nào đó? Chúng ta... xứ này, xuất có xứ. Có một chữ xuất. Nhưng mà xứ bây này giờ sẽ là chữ X hay là chữ kéo ra đại thì Vi ơi, Vi chịu xứ này, xứ. Còn xứ kia nó chỉ có lăng xứ, hoa đúng xứ rồi. Này. Và đáp án của chúng ta đó chính là xuất xứ. Và xin chúc mừng các bạn đã mang về được thêm 10 triệu đồng. Kính thưa quý vị, trải qua cả 4 vòng thi và đặc biệt là vòng cuối rất là xuất sắc. Tiếc quá, sai có một từ thôi. Nếu mà không là mang về được 40 triệu đồng rồi. Nhưng mà mình ở vị trí cuối cùng. Tính ra là cả 3 từ đều ở vị trí cuối. Chị Yến cảm thấy sao? Thật ra thì là Yến rất là tin tưởng vào cái cách diễn đạt của các bạn. Chỉ có cái là ở cái khâu thứ ba là kể cả Tâm hay là Vũ, Yến đều rất là tin tưởng, đặc biệt là Vũ nha, rất là thông minh luôn. Tâm cũng biết chấm 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 rất là thông minh, nhưng có cái là cái phần đầu tiên ấy, đôi khi là mình cái diễn đạt của mình nó chưa được chính xác ấy, hợp ý đấy, nó dễ bị sai thông tin ngay từ đầu thôi. Chứ còn ở cái vị trí của Yến thì Yến nghĩ là các bạn đã làm tốt cái phần của mình rồi. Còn Nguyễn Đình Vũ, không biết là bạn có hài lòng với số điểm của mình ngày hôm nay không? Sao vậy? Tôi chơi lại từ đầu, đảm bảo đưa ra câu hỏi y chang sẽ được điểm rất cao. Có nghĩa là mai mốt chương trình mời một cái số khác nữa chơi lại nha. Mà chơi lại câu này cũng được, chơi lại y chang vậy cho vô trả lời cho đúng. Chơi lại khó quá, chương trình rất khó luôn á. Hy vọng rằng qua chương trình này Vũ sẽ học hỏi được thêm rất rất nhiều từ, chẳng hạn như là từ rậm rịt. Rậm rịt. Ngoặt ngoèo. Đó. Không bao giờ quên được. Còn Du Tiến và Tâm, hai bạn cảm thấy như thế nào? Em nghĩ là từ đây về sau em viết tin nhắn cho bạn á, phải viết đúng ra luôn. Để mốt em quay lại chương trình, em phải chinh phục được những cái phần thưởng như vậy. Đó.
Em thì cũng vậy, em cũng mong là mình sẽ trau dồi được kiến thức của mình. Có cơ hội quay lại em sẽ được như chị Yến, được nhận vali. Đó, được như chị Yến thấy chưa? Chơi từ đầu đến đuôi mà bảo toàn được cái số điểm quá là cao đi. Cho nên với danh hiệu người hùng ngôn ngữ ngày hôm nay, không ai xứng đáng bằng ca sĩ Nguyễn Hải Yến của chúng ta. Và với danh hiệu người hùng ngôn ngữ thì chị Hải Yến sẽ nhận được một kỷ niệm chương 5 triệu đồng cùng với một phần thưởng của nhà tài trợ cao cấp Sacos. Và cả đội cũng đã rất xuất sắc trả lời đúng được cả hai từ và nhận được phần thưởng đó là 20 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Thử thách bất ngờ. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ thì Tường Vy xin chào và hẹn gặp lại. Sacos, wherever you go. Thương hiệu vali, ba lô, túi sách cao cấp từ Mỹ.